Cả nhà mình theo Hena đi vườn hoa Nhật Bản nha. Bây giờ hai mẹ con mình đi vườn hoa Nhật Bản nha. Cái gì vậy đây nè, đây có một súng nữa nè. Yeah, đâu có gì hết. Oh, có hoa súng kìa. Đây khách Dạ, sổ đó. yeah. It's đi bàn trò mẹ với. Ồ, ở đây có sao đi cảnh bên đây bên đó không nhiều kìa. Nó đi vòng qua đây cái đã. Hết đất hồ này cái đã. Dạ, yeah, bên đó đi vòng qua đây đi xong mình hỏi theo Hena đi ngắm hoa nha mọi người nha. Ok, let's go. We go. Ok. À nó có cái giống như cái bạc hà vậy đẹp không? Phải không? Mình đi bên đây trước mình thấy vòng bên đó sao? Này giống bạc hà quá vậy mà nhìn đẹp quá. Ra ra cho quay cái này ra tí mình qua bên đây nè. Ui này có bông đẹp quá nè, cái trường đó có phone số cái chuẩn cái rồi luôn. Ý là quá mọi người ơi. Yeah đó, okay. Mình đi qua vòng bên kia đi, vòng bên đó có cổng vô không ta hay là đi lại ngược cái lại Đâu có nè. Ok, sửa let's hình. đi mà nắng không đó. Bên đây có nè bông dễ thương lắm, tím tím thì rất là đẹp luôn. Xin bà làm gì đó. Cái chỗ này nè. Hoa đẹp quá mọi người ơi. Hoa đẹp quá. Ui, gần có hoa súng bên kia màu tím nha, đẹp ghê chưa. Đó, quay. Wow. Wow. Wow, con hồng nè, đẹp quá. Nó quay vòng vòng cái cảnh đó hoa hồng đẹp lắm mọi người ơi. Kìa. Đằng kia có hoa đẹp kìa, đi tiếp đi bên. Đi nha, đi bên. Yeah. Quay hoa này là quá trời đẹp luôn nha mọi người. Hoa đẹp quá kìa. Nó đây nè, đẹp quá nè. Wow. Đó. Hồi cái bông nó đẹp quá kìa, giống như cái bông luôn. Bông tulip luôn, bông ly. Ok. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá chừng luôn. Đẹp quá, đẹp quá. Hoa đẹp quá luôn. Đó, bông đẹp nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn kìa. You see? Oh my god. Yeah. Rất là đẹp luôn nè. Thấy đẹp dễ sợ không? Gì? Yeah, rồi. Flower very pretty, you see? No, why not? I want to go in somewhere else. Somewhere else? It's been there Somewhere that else là đâu? before. You see that Rồi. big orange? Ở đây là hoa ly nha mọi người nha, đủ màu luôn. Wow. Còn bên đó là có rất nhiều hoa để mình quay vòng qua nha. Dũng nói, cái bông này là cái bông ly nè mọi người. Trời bên đó màu trắng nha. Ti Bình, hồi nãy con đi phía bên kia đúng không? Quá đẹp. So pretty flower. Wow. Yes, very flower. Đây là bông ly nha mọi người nha. Đó, nhìn đẹp không? Đây là bông huệ nè. Bông huệ đó, bông huệ màu màu cam nhưng mà đi hơi bị trễ cho nên nó tàn. Hôm nay lễ anh mới được rảnh mới được đi nè. Đó, nhìn mây chưa, mây chưa? Phía bên kia nữa. Để Hana quay cái mày qua đây nè cho cả nhà mình xem nha. Đó, từ từ nha, từ từ. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp nha mọi người. Đó, cái bông này là cái bông gì mà đẹp ơi đẹp luôn, bông màu tím nè.
Ở trên đó nó có cái bông gì rất là đẹp nha. À, zoom lại cái cây tút ở trên nó rất là đẹp luôn. Ồ, cái bông này bông gì đẹp quá mọi người ơi. Này, còn đây nó có chùm chùm bông ly nè mà nó nở như vậy nè. Wow. Wow, rồi ở trên cái cây kia nó có một cái bông gì, nó có bông tím tím rất là đẹp. Tại hôm nay thấy nó đi trễ rồi nên nó tàn á. Không phải đi sớm chứ đi đầu mùa hè thì nó sẽ đẹp hơn. Cái cây này nó có cái bông gì rất là đẹp nè. Bên à, ở đây có bông súng nữa nè mọi người ơi. Nè bông súng màu à. Bên kia là màu hồng. Đi lên đây nha. Cầm cái phone cẩn thận nữa thôi. Nó rớt cái phone xuống cái chấm. Cái là rồi luôn. Nè, hoa súng màu hồng mình thích nữa. Trời, hoa súng này màu tím đẹp quá nè. U là la. Đẹp quá. Cái hoa súng màu tím nữa đẹp ơi là đẹp luôn. Trời ơi, cầm cái dù nữa. Rớt cái phone xuống là chết luôn. Rồi, ok. Tới đây quay được cái hoa này nè. Màu trắng. Rồi. Xong, mình đi đây. Hả? Nó bèo á. Bèo ở Mỹ nó rẻ thì mua. Nó lộn, bèo ở Việt Nam thả trôi đây rồi tao phải mua rồi tao chưng. Quay xa xa đây. I said this way or that way? Oh, this way. Okay. I'm sorry.